Bộ phận nào trên cơ thể người là đắt tiền nhất? Số 22, giác mạc, mỗi giác mạc 450 triệu. Lạ lùng làm sao khi giá của nhãn cầu có bao gồm giác mạc chỉ có 36 triệu, thấp hơn giá riêng của giác mạc. Giác mạc là bộ phận quan trọng nhất của mắt và cũng là bộ phận dễ bị tổn thương hoặc khiếm khuyết nhất. Giác mạc được sử dụng chủ yếu là để cấy ghép, vì thường là người ta ghép giác mạc, chứ ít ai đi ghép nguyên cái nhãn cầu nha. Tỷ lệ thành công của ghép giác mạc cũng cao hơn rất nhiều lần. Số 23, tủy xương, 560 triệu cho mỗi gram. Mỗi gram người thân của tôi. Tủy xương được chứa trong xương và chịu trách nhiệm tạo tế bào máu. Tủy xương được sử dụng để cấy ghép vì độ đặc thù của người cho tủy phải cực kỳ khớp với người nhận, cũng như nhu cầu lớn mà giá của tủy xương ngày càng cao.